Hello mọi người, lại là Tết đây. Hôm nay cắt kiểu đầu mullet cho anh Tây này nhá. Hôm nay trước khi cắt mình định chôn anh Tây này tí, ông ấy giơ cái ảnh này ra, thế là mình bảo là cắt đúng như này đúng không? Giữ nguyên cái hình tam giác như thế đúng không? Không biết là ông anh không hiểu thật hay là tiếng Anh hơi kém, thế nên tiên mình quay ra mình lại thấy hơi quê, thế thôi mình bảo ok, thôi cắt đây. Tiếng Anh chỉ là ngôn ngữ chung thôi, người nước ngoài ngoài kia rất là nhiều, thế nên có nhiều người ấy, người ta nói tiếng Anh ấy, chưa chắc đã tốt bằng người Việt Nam luôn. Như kiểu anh Tây này của mình ấy, cả quá trình thì ông ấy chỉ ngồi lướt điện thoại thôi, mình hỏi câu nào thì lúc đầu ông ấy nghĩ một tí rồi mình mới trả lời. Chả biết ông ấy có biết tiếng Anh thật hay không. Thế nên là cái kiểu đầu chính xác người ta muốn ấy, làm ơn là cứ đưa ảnh đây rồi tôi cắt theo cho nó dễ. Anh khách đằng sau này tẹo nó cũng cắt mullet luôn, người nước ngoài phải nói thật là rất là thích cắt mullet và mình rất là thích cắt cho người nước ngoài, bởi vì đầu tóc cắt cho họ ấy không có giới hạn luôn, kiểu là có thể sáng tạo và cắt được rất là nhiều kiểu ấy, họ thích kiểu đấy luôn nên mình không cần phải là tư vấn thêm. Cắt xong phát đi khuôn râu nét căng cho anh ra ấy. Thế đây, đây là thành phẩm đấy nhá mọi người. Còn nói về phần trên top ấy thì mình giữ nguyên độ dài phần khuôn viền, giảm trọng lượng và đánh chủ yếu là đánh rối cho anh ấy. Có anh em nào thích cái kiểu mullet này không? Mullet never die.